đi để con dâng bài văn tấu cung thịnh mời cô sáu sơn trang đi cô lập ở trên trong miếu thờ cô là không thiếu thứ gì. Cô ra thì được nhẹ như tên, ai mà không biết cô cho như thuyền đang bỏ neo. Cô sáu làm cho
xăm mi chứng hiểm nghèo. Khi lội xuống suối lúc trèo lên cây, buồn làm cho lòng dạ đặt vơi đầy. Ươm ăn không được, uống nước vào để cầm hơi. Lòng ra bối hồi khi mê rồi khi tỉnh, khi cố tay là đi chơi mới đi xem ra là khỏe bói phong lôi. Sơn lâm cô sáu tôi hành bệnh, anh người trần xa biết được. Chồng mới bảo vợ là cầm tiền đi xem bói. Xem bói xong bệnh cũng chẳng khỏi đâu, thì mau mau mà xăm mũi kêu cầu ra đền lập đàn tam tứ phủ và trình đồng cô mới tha. Chợt nghe tiếng văn cầu, tai cô nghe thì không có lạ, nhưng hát văn hầu thật là xa. Cô ban khen cho họ vũ đảm đang, một tay sắp đặt rõ ràng không sai, đã có tầm không tiếc tiền tài. Lần sau mời cô là lại sáng phải đúng văn bài như hôm nay. Sóng làn xa trắng hồng hào của thánh cô, con chim rời cá hót mà líu lô, bao nhiêu cái muôn thú nó cũng đổ xô về chầu. Xem họ trường bắc ghế trong lâu mà tiếng đồn đã khắp xa gần cả mắt. Được đăng quang cả tháng ngày, cho ghi cô đẹp diện thơm danh, tự năng đi hầu thánh sẽ thành đông sang, cùng danh tài lộc mà sẵn sàng dành riêng cho họ vũ, nên cô mới vội vàng về đây. Cô sáu cô chậm đồng những người má phấn lưng ong.
những người má vẫn nắng lưng ọng. Nếu nỗi nhầm của phạt cho hình dung nó võ vàng, mẫu sai cô đi chữa bệnh người trần gian, cái bình nào cũng khỏi bình an, tức thì cô chữa bệnh khỏi rồi, cô đâu lấy cái chi. Cô chỉ lấy một quả núi cùng thì chiếc thôi. Ở trên núi rồi thì có lắm thứ vui, có hoa, có quả, có cả người trên sớm sáng. Chiếc thôi thì lịch sử đàng hoàng, cô mang về dâng mẫu, cô lấy danh cho họ Trương Thành Đồng. Và bởi cái duyên phận, cái số cả nó căn cao, khi xưa chả chịu tu vào, để kiếp này mới tu được, họ vũ tu được, cô mới cho vào trong đồng tiên.
trong rực rỡ. Bách hoa mẹ bách hoa khoe bồng buồn hoa bàn thắm loan xa về đây trong khúc nhạc vui cùng văn dựng lời ca có dựng lời ca cô xinh như hoa cô đẹp như tiên giang xinh xinh vàng giang xinh dịu dàng giang xinh dịu vàng làn môi hé cười làm mất ngây sân vàng cô về đến đây bạn cũng đề đà ấm nó cho mọi nhà tiền ca đón cô về từ vùng đón tiền cô xuống xuống nơi trần gian chờ được nhân nghiệp to cho mọi nhà ai tâm thành cô sẽ cho cô cho đời ấm no cho buồn cho bám khắp nơi trần gian ai biết cô sao hoàn tuổi đi trần gian trong như nàng tiên nữ hai hoa trên vàng xanh đường đi dịu dịp hót vang chim dương ca tay cô về cái suối hát vàng mây che nắng gió reo tình ta chân cô bước bước quan tài nhẹ nhàng mắt mong manh đôi như hoa xa chăm như ngọc suối nước biết đường tầm bay loạn ra cô về đây đồng bào chờ mong ba khen biết bao thanh đờ chờ mong của ba
xin hát một bài then, tiếng hát then mang đến tặng cô người con gái áo lam của núi rừng. Tiếng đàn then hòa cùng câu hát, cùng câu hát dân lâm núi rừng về làng sơn núi sừng còn vang tiếng xin ta cô là sắc hoa đào thắm còn hát mãi điệu hát then do lòng với lòng thêm nhớ thì thương do lòng với lòng thêm nhớ thì lau mì nắp khủi tiên đi à. Người đi thờ phong huyết vô biên trên kêu vườn thu ngày đêm rộn ràng kỳ nọ ơi ơi kỳ nọ cầu may rượu chưa uống đã say say men rượu đồng tiếng đàn then hòa cùng câu hát cùng câu hát đã lên nó tiên cô sáu vâng lời mẫu thường đi à. Đi hai thước tiên về đồ lượng nơi nơi đi à. Cái nước này lấy ở công đầu đem về mà uống sạch thông lâu gần xa lành nghĩ à. Cô anh linh nghĩ cô anh linh trên đời có một kẻ gian tà nhật nhân bực không tha thì nó cứ quân xa cạp đeo mùi trên vai và đưa ngắm cổ đeo vòng vòng bạc sẽ đường ngôi mượn đường đọc mây xa mà về ngọc hay hay vì nó ư ư vì nó
tâm thân bao sức bao bạch bạch cứ liên miên tháng ngày cô giận ai giận ai cô đã ra tay
cầm tay quạt của chị lại thương tới các thanh đồng tinh 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 cho trong sao mình sáng tỏ làm mình xua tan đám mây ở bờ tình 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 ta tình là tình à ta tình tình ta đằng ngoài cho chí đằng nghề trong ai mà biết biết na cô chín xong cô đổ cho cầu sao cầu sao được gọi cho ấm mà nó ý. Cầu sao được gọi ấm mà nó buôn mày ban ni đắc cô độ cho mẹ an lành cha lễ cô lễ cô non đỏ với hai xanh tí lễ cô nó đỏ hai xanh nghi cô đem về tiên mẫu lấy công danh nghĩ cho đông thịnh mời cô mời cô lại đáo từ chung đông ở chốn nào vốn nguyên xưa ngày xưa giá cư nghĩ thiên là tạo yên vũ quanh ta dập dập đi dù dập dìu yên vũ quanh ta thoát tôi cô chỉ trở về tòa sông xưa